sống cùng đam mê bóng đá qua những mẫu áo cực chất từ UC. Đặt hàng ngay tại ucstore.vn hoặc số điện thoại 089 867 3303. Xin chào anh em đội bóng thân thương đang theo dõi Cảm Show. Đầu tiên thì cũng xin chúc mừng Chelsea một lần nữa khi các bạn đã vô địch Champions League, một mùa giải thật nhiều giông bão nhưng đã kết thúc theo một cái cách ngọt ngào và nó nằm ở kịch bản mà không ai có thể lường trước được. Và để ăn mừng cho cái chức vô địch này của các True Blues thì chúng ta sẽ dạo quanh một vòng sân vận động Stamford Bridge. Mặc dù không phải là sân bóng lâu đời nhất ở nước Anh, thế nhưng sân vận động có sức chứa cũng tương đối khiêm tốn, nằm nét mình bên bờ sông Thames ở phía tây thủ đô London, có những điều rất đặc biệt. Và chúng ta cũng đừng quên dạo quanh một vòng truyền thống của sân Stamford Bridge, nơi mà họ vừa mang về chiếc cúp tay vòi lần thứ hai. Trước khi đi vào nội dung chính, chúng ta hãy cùng điểm sơ qua những thông tin về sân vận động này. Stamford Bridge hay còn được người dân địa phương gọi ngắn gọn là The Bridge, được xây dựng ở thành phố Fulham ở phía tây nam thủ đô London và được khánh thành vào năm 1877 với sức chứa chỉ vòn vẹn 5.000 chỗ ngồi. Tuy nhiên, hiện tại nó đang có sức chứa tới hơn 40.300 chỗ. Đây chính là sân vận động lớn thứ 9 ở Premier League tính theo mùa giải 2019-2020. Và ban lãnh đạo đội bóng không hề giấu giếm ý định mở rộng sức chứa của nó lên thành 60.000 chỗ ngồi vào năm 2023. Với vị trí địa lý ngay tại thủ đô nước Anh, cùng với sức chứa tương đối rộng rãi, Stamford Bridge từ lâu đã luôn nằm trong danh sách các sân vận động được tổ chức các trận đấu cho đội tuyển quốc gia Anh. Cụ thể ở đây là các trận đấu giao hữu, những trận bán kết hay chung kết FA Cup cũng từng diễn ra ở đây. Ngày 12 tháng 10 năm 1935, chứng kiến lượng người lớn nhất từng xuất hiện ở đây khi có tới hơn 80.000 người tập trung ở đây nhằm chứng kiến trận Derby London giữa đội chủ nhà Chelsea và kẻ địch Arsenal. Sau khi điểm qua những thông tin chính về sân nhà của Chelsea, chúng ta hãy đi qua những sự thật thú vị mà chưa chắc là những True Blues chân chính có thể biết hết. Khán đài được đặt tên theo truyền thống cá cược. Trước khi sân vận động này hoành tráng như ngày nay, Stamford Bridge ngày trước có một đường đua chó săn, vì bên cạnh bóng đá, đua chó là một trong môn thể thao được ưa chuộng nhất tại nước Anh. Chính vì thế một trường đua chó ngay tại thủ đô là không có gì quá đội đặc biệt. Thậm chí đã có những hành động cá cược diễn ra ở đây trước khi mỗi cuộc đua bắt đầu. Shed End, khán đài nằm giáp với đường Fulham, lúc trước được đặt tên là Fulham Road End, tạm dịch là khán đài đường Fulham. Nhưng qua thời gian hành động cá cược đua chó diễn ra vô cùng nhiều, đến nỗi một số người đã tự ý dựng cho mình một cái mái tự chế để che nắng che mưa trong lúc đặt cược. Cái mái che trong tiếng Anh được gọi là shed. Và bằng một điều thần kỳ nào đó, người dân nơi đây bắt đầu nói khán đài Fulham Road thành shed, rồi dần về sau, câu lạc bộ cũng chấp nhận đổi theo ý người hâm mộ. Cho đến tận bây giờ, The Shed End vẫn là tên gọi của khu vực khán đài tiếp giáp với đường Fulham, được tạo thành từ các bờ biển khổng lồ. Ngay cả từ chính cái tên Stamford Bridge thì chúng ta cũng có thể phần nào thấy được ý nghĩa của sự vận này có liên quan đến sông nước, và quả thật như vậy. Cái tên Stamford Bridge như hiện tại có gốc gác là Stamford Death Bridge, hay còn định nghĩa là cây cầu băng qua một pháo đài đầy cát. Theo bản đồ của thành phố London thuộc thế kỷ thứ 18, lạch Stamford chạy dọc theo tuyến đường mà ngày nay chính là tuyến đường sắt nằm sau lưng phần khán đài phía đông và được xem như là phụ lưu của dòng sông Thames huyền thoại của đảo quốc sương mù. Nhánh phụ lưu có hai cây cầu chính là cầu Stamford, hay còn được gọi với cái tên khác là Little Chelsea Bridge, nằm trên đường Fulham. Cây cầu còn lại có tên là Stamford Bridge, nằm trên đường King, nhưng sau đó được đổi tên thành Stanley Bridge. Về phần đất dùng để xây sân vận động cũng chính là đất được người dân đào lên để xây con đường có tên là Piccadilly, mà sau này được nâng cấp thành tuyến đường cho tàu điện ngầm dưới lòng đất. Đây được xem một sáng kiến cực kỳ thú vị khi người dân nơi đây đã có ý thức tận dụng đất của họ đào lên để xây nên sân vận động. Thay đổi chỗ ngồi vì Jose Mourinho. Chắc có lẽ không ai trong chúng ta là không biết đến Mourinho và những thành công mà ông có được trong những năm tháng dẫn dắt Chelsea. Dù không giúp nửa xanh thành London nhận được bất kỳ chiếc vô địch Champions League nào, nhưng những chiếc cúp Premier League và có một khoảng thời gian là thế lực, là kẻ ngáng được khó chịu của Manchester United là quá đủ để khiến Mourinho có thể bước vào ngôi đền huyền thoại những huấn luyện viên vĩ đại nhất ở xứ The Blues. Nhưng lắm tài thì cũng nhiều tật, và người đặc biệt chính là ví dụ điển hình cho câu nói đó, khi chính ông đã thay đổi một điều tưởng dư như đã là truyền thống của đội chủ sân Stamford Bridge. Thông thường những cổ động viên của đội khách khi đến với sân vận động này thì luôn ngồi ở phần khán đài phía tây, nơi có những đường hầm và những dải hàng rào trải dài khắp sân. Nhưng vào năm 2005,
vì lý do khu vực đó quá gần với các cầu thủ chủ nhà. Cựu huấn luyện viên của câu lạc bộ Tottenham đã yêu cầu lãnh đạo đội bóng dời họ đi xa hơn, cụ thể là sang khu vực khán đài The Shed mà cả vừa nêu ở trên. Và sự thay đổi đó được giữ nguyên cho đến hiện tại, bất chấp việc Jose Mourinho đã bị sa thải từ lâu. Từng được tổ chức trận chung kết FA Cup. Nếu như bạn để ý chi tiết mà Cảm đã nêu ở phần đầu video, chắc hẳn các bạn sẽ tự hỏi rằng, ủa, trận chung kết FA Cup phải diễn ra ở Wembley hay trước đây là sân Thiên Niên Kỷ? Tuy nhiên, trước khi FA chỉ định Wembley là sân vận động chính thức cho các trận chung kết FA Cup, thì sân nhà của Chelsea đã đứng ra tổ chức cả thảy 3 trận chung kết của giải đấu này vào những năm 20 của thế kỷ trước. Nhưng tiếc thay thời điểm đó, The Blues không phải là đội bóng mạnh để cạnh tranh chức vô địch để có thể được một lần nâng cao danh hiệu này tại sân nhà. Khoảnh khắc nổi tiếng nhất liên quan đến trận chung kết FA Cup diễn ra tại Stamford Bridge là vào năm 1921, khi một đội bóng khác của thủ đô London là Tottenham Hotspur đã xuất sắc lên ngôi. Bức hình đội trưởng của gà trống là Arthur Grimsdale được vua George đệ ngũ trao chiếc cúp vô địch vẫn là cục tức khó nuốt trôi với các The Blues lâu năm. Câu chuyện về những huyền thoại The Blues. George Houston, cố tiền đạo của câu lạc bộ Chelsea và là người đầu tiên ghi 100 bàn thắng cho Chelsea. Ông từng thi đấu ở đây 6 năm, từ năm 1906 đến 1912 và giải nghệ vào năm 1915. Năm 1941, ông qua đời vì bị ảnh hưởng của khí ga trong chiến tranh. Và nhằm tưởng nhớ công lao của ông, các cổ động viên đã làm một nhánh của cánh gió thời tiết được đặt ở khán đài phía đông thành hình của ông. Không những thế, bia mộ của ông cũng được các The Blues chi tiền để tân trang lại vào cùng thời điểm đó. Một tiền đạo huyền thoại nữa của Chelsea là Peter Osgood cũng được các cổ động viên và lãnh đạo đội bóng tôn vinh khi lấy trò cốt của ông rải xuống khu vực chấm penalty phía trước khán đài The Shed End. Hơn thế nữa, cố tiền đạo mất vào năm 2006 đã được dựng tượng bên ngoài sân vận động Stamford Bridge nhằm tri ân thành tích 103 bàn thắng sau 279 trận đấu của ông trong giai đoạn 10 năm từ năm 64 đến năm 74. Thêm một sự thật thú vị nữa, đó là Chelsea chính là một trong ba câu lạc bộ duy nhất ở sân chơi cao nhất nước Anh không hề thay đổi địa điểm sân nhà trong suốt hơn 100 năm lịch sử hình thành. Hai đội bóng còn lại chính là Anfield của Liverpool và Bramall Lane của Sheffield United. Vừa rồi, chúng ta đã điểm qua những điều thú vị về sân nhà của Tân Vương Champions League mùa giải 2020-2021 Chelsea. Stamford Bridge từ trước đến giờ luôn là chỗ dựa vững chắc cho những thành công của The Blues và sẽ luôn là pháo đài bất khả xâm phạm của các cầu thủ cũng như các The Blues.